Thưa quý vị và các bạn, trưa nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đi thăm, kiểm tra không gian trưng bày và thao diễn nghề may áo dài tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Huế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, không gian trưng bày là nơi gìn giữ, bảo tồn và phát huy vai trò áo dài truyền thống Huế trong đời sống văn hóa Huế từ xưa tới nay, nhằm tôn vinh những nghệ nhân may là những người ngày đêm gìn giữ và phát huy giá trị của các di sản. Tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh truyền thống áo dài Huế, áo dài Việt Nam. Đây cũng là không gian trưng bày lưu giữ các loại áo dài của Huế và áo dài của Việt Nam. Thông qua những ngày hội áo dài, không gian triển lãm như thế này để khẳng định Huế là cái nôi, nơi khởi nguồn của áo dài Việt Nam, góp phần xây dựng thành công thương hiệu Huế, kinh đô áo dài, tiến tới để trình UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các sở ban ngành cần tiếp tục truyền bá, mở rộng áo dài Huế đến với người dân và du khách. Bên cạnh đó, cũng cần mở lớp giáo dục cho trẻ em, thế hệ trẻ về nguồn gốc, giá trị của áo dài Huế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo các sở ban ngành, các nhà nghiên cứu tiếp tục trùng tu, phục dựng lại các bộ áo dài xưa, quý hiếm của Huế. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các nhà may, doanh nghiệp tiếp tục đưa ra các mẫu áo dài phù hợp, tiến gần hơn với thị hiếu của người dân, công chúng.